tác giả đưa một cái link này là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã họp báo, và ngày hôm đó bầu đoàn phê tử của Nguyễn Văn Thiệu, hãy còn đây này, còn mấy thằng hãy còn sống đây này, hôm đó hùng hổ lắm, đòi đánh người này đòi đánh người kia. Những ông nói là ngon tới gặp Nguyễn Phương Hùng đấy. Nguyễn Phương Hùng giăng vô hai tay hai cây súng này, bang bang, nói là kiểu ông Nam Hải đấy, tôi đéo sợ thằng nào ấy. Thằng nào muốn nó tới đây. Xin đọc tiếp. Việt Nam Cộng Hòa nô lệ vào viện trợ Mỹ nghĩa là gì? Nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa sẽ chết nếu Mỹ cắt viện trợ. Nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ như đứa bé sơ sinh lệ thuộc vào sữa mẹ. Nghĩa là Mỹ gọi bảo thì phải dạ vâng, không được cãi, mà nếu cãi thì bị cắt viện trợ. Vậy mà không hiểu nổi tại sao lại có những kẻ tự nhận là yêu nước nhưng lại cứ tiếc nuối và cố níu kéo cái thời nô lệ viện trợ nhục nhã đó. Nếu có một đất nước có một đạo quân 500.000 binh lính Mỹ thường trực trú đóng và vũ khí cũng như tiền lương của quân đội bản xứ đều do Mỹ chi trả, thì một ngày thì một người dù có ngây thơ ngu dại nhất cũng phải thấy rằng chủ quyền của đất nước đã bị mất và đã thuộc về Mỹ. Chính quyền và quân đội nhân dân nước đó chỉ là bù nhìn tay sai của Mỹ, là bù nhìn tay sai của ngoại bang thì giành ra đó, tức là bán nước, là phản quốc. Vâng, sự thật là đã có một đất nước như thế, đó là cái quốc gia hư cấu Việt Nam Cộng Hòa, viết tắt là VHCN. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một biến thể từ cái quốc gia Việt Nam do Pháp tạo ra. Chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là tiếp nối của chính quyền quân đội quốc gia do Pháp để lại. Do đó, người của Việt Nam Cộng Hòa thời Mỹ cũng là người đóng vào ngoặc kép, người quốc gia tay sai thời Pháp. Vậy thì, trong cái giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh Đông Dương hay chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, đóng vào ngoặc kép, người quốc gia lại cũng là những người phản quốc đi theo giặc ngoại bang và phản lại quyền lợi độc lập thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Ông cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từ năm 1949 đến năm 1954 đã từng cùng với giặc Pháp chống lại công cuộc kháng chiến Pháp giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Trong những năm đó, ông Thiệu đã ở trong chức vụ từ thiếu úy lên thiếu tá của quân đội quốc gia. Ông đã từng ở các mặt trận Hưng Yên, Ninh Thuận và đã từng được huấn luyện quân sự ở Pháp. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thiệu là thiếu tá tiểu khu trưởng Ninh Thuận. Trong chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, quân đội quốc gia đã đổi tên thành quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1955, ông Nguyễn Văn Thiệu được thăng cấp trung tá và giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam, Đà Lạt. Từ năm 1957 đến năm 1959, ông Thiệu lại được huấn luyện tại nhiều trường quân sự ở Mỹ và Nhật. Ông Thiệu đã được thăng cấp đại tá hồi năm 1959 và thiếu tướng năm 1963 và trung tướng năm 1965. Cuộc đời binh nghiệp của ông cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu như thế, cũng như cuộc đời binh nghiệp của nhiều tướng lãnh cao cấp khác của Việt Nam Cộng Hòa như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tướng Trần Trịnh Khiêm, đại tướng Cao Văn Viên, vân 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 vân, đã chứng tỏ rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ là sự tiếp nối của quân đội quốc gia tay sai của giặc Pháp. Ông Phan Huy Quát đã từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục năm 1949, rồi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1950 đến năm 1954 của quốc gia Việt Nam thuộc Pháp. Nhưng sau đó ông Quát lại là Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa năm 1965. Cái điều này chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ là sự tiếp nối của quốc gia Việt Nam bù nhìn tay sai của giặc Pháp. Một chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa
mà những lãnh đạo đều là những kẻ có lý lịch từng là tay sai và bán nước cho giặc Pháp, sau đó là Mỹ, thì có thể nào tin cậy vào họ để đại diện cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam được không? Câu trả lời lịch sử chân chính mai sau chắc chắn sẽ là không. Kết luận: độc lập, tự do là những giá trị thiêng liêng nhất của mọi quốc gia trên thế giới. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tái khẳng định cái giá trị thiêng liêng cao quý nhất mà Hoa Kỳ là độc lập và tự do. Chỉ có độc lập mới có tự do, thì từ đó mới có thể có dân chủ và nhân quyền. Vậy những kẻ không coi trọng độc lập quốc gia nhưng lại tự nhận nhân danh yêu nước để tranh đấu cho tự do, dân chủ hay nhân quyền, thì đó là những kẻ hoặc là lừa đảo hoặc là ngu dốt đi theo giặc. Đóng vào một ngoặc kép, người quốc gia đã từng là không coi trọng độc lập của quốc gia Việt Nam và đã từng là tay sai bán nước như dẫn chứng ở trên đây. Vậy nếu nhân danh người quốc gia để tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do thì đó cũng chỉ là những kẻ hoặc là ngu dốt a-dua hoặc là những kẻ lừa đảo trên sự vô minh của một bộ phận dân tộc Việt Nam. Ở đây phần phụ chú, ông viết ngày 8 tháng 2, 2018, tức là cách đây 2 ngày. Sự thật về đế quốc Việt Nam. Đế quốc Việt Nam mà tên là đế quốc Nhật đặt cho khi mà trao trả độc lập cho Việt Nam, nó chỉ tồn tại trong vòng vài tháng, từ tháng 3 đến tháng 8, 1945. Ngày 9 tháng 3 năm 45, Nhật đảo chính Pháp và trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại ra tuyên ngôn Việt Nam độc lập. Đấy là lịch sử mà học sinh thời Việt Nam Cộng Hòa đã được dạy, đã được học. Học sinh chúng tôi thời ấy còn trẻ con, đâu có biết gì. Được cho ăn bánh vẽ, cứ thấy được độc lập sau 100 năm bị Pháp đô hộ, thế là vui, thế là Nhật thấy Nhật tốt quá và nể phục. Sau này có được tí trí khôn mới thấy dạy lịch sử cho dân mà dạy như thế thì các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ là muốn làm ngu dân, chỉ muốn bênh vực và che giấu cái bản chất bán nước và tay sai của Bảo Đại và của chính mình. Lịch sử được dạy không hề cho biết Nhật đã sở hữu nền độc lập của Việt Nam từ lúc nào để có thể sau đó trao trả, mà có sự thực trao trả hay không. Độc lập được sau khi mà nội các Trần Trọng Kim thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945, không hề có một bộ trưởng quốc phòng, một bộ then chốt của nền độc lập, bởi lẽ do quân đội Nhật nắm giữ. Độc lập được sau khi mà nạn đói năm 1945 làm chết hàng triệu người Việt Nam ở miền Bắc là do chính sách tàn bạo của Nhật. Đế quốc Việt Nam với chính phủ Trần Trọng Kim vì bản chất bù nhìn tay sai cho nên đã không dám làm gì người Nhật khi mà dân chết đói, hàng triệu người la liệt chung quanh các kho đầy ấp gạo của quân Nhật. Vì là bù nhìn tay sai cho nên đế quốc Việt Nam với chính phủ Trần Trọng Kim cũng đã không thể làm gì được cho người Nhật khi mà những phương tiện chuyên chở lúa gạo từ miền Nam dư thừa ra miền Bắc đang đói kém đều nằm trong tay của người Nhật. Độc lập được sao khi mà dân thì đang chết đói bởi sự tàn bạo của người Nhật. Còn tuyên ngôn của Hoàng đế Bảo Đại nói Việt Nam tin cậy vào Nhật sẽ đem tài lực giúp cho đế quốc Đại Đông Á của Nhật sẽ quyết chí đem hết tài sản đất nước Việt Nam đóng vào một kép hợp tác với Nhật. Nước Việt Nam sẽ cố gắng tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập theo như tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung. Kính thưa quý khán giả, bài viết đã nói rất rõ
một cái giai đoạn của lịch sử, giai đoạn 1 tay sai của thực dân Pháp và giai đoạn 2 sau 1954 tay sai của thực dân Mỹ. Người Mỹ họ không có muốn dùng chữ thực dân, nhưng mà đó họ dùng một cái chiêu bài khác, bởi vì người Mỹ chưa bao giờ họ đi xâm chiếm bất cứ một nước nào, nhưng mà họ luôn luôn áp lực trong tất cả các quốc gia đó mà họ muốn áp đặt phải tuân theo họ. Phi Lật Tân, Việt Nam hay là bất cứ nước nào, khi mà người Mỹ đã nhúng tay vào là chúng ta nhìn thấy cái sự kiện. Và chúng ta may mắn hơn là người Đại Hàn, bởi vì chúng ta thống nhất đất nước. Bây giờ người Đại Hàn họ cũng đang muốn tự thống nhất đất nước. Họ hy vọng rằng cái Thế vận hội mùa đông năm 2018 này sẽ mang lại sự thống nhất đất nước. Lực sĩ Nam Hàn đã thắp đuốc để khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông. Mà cái Thế vận hội này là do Bắc Hàn tổ chức ngay tại vùng đất của Bắc Hàn. Đó là những cái mà dấu chỉ chúng ta thấy rằng mừng cho nước Đại Hàn sắp sửa đi vào cái vết xe của chúng ta, tức là thống nhất đất nước. Thưa quý khán giả, từ nãy giờ có một vài, chỉ có hai thôi, chỉ có hai người. Thì hai người đó thì chúng tôi đặt và đã xóa. Ông Nam Hải, ông nói rằng là tôi già rồi, tôi không lấy lại cái đất nước Việt Nam này, tôi phải đi nâng bi nhà nước Việt Nam này. Đại khái, ông bảo ông nói, ông quá hèn, tôi vừa nói mấy câu đã chạm vào đúng tin đen nên tức tối hả? Nam Hải à? Nguyễn Công Phương Hùng không phải giống như là Trần Hải Yến, là Nguyễn này đó, tức là ông đã chửi vào nhà nước Việt Nam. Và người đầu tiên qua hình ảnh đó là tiến sĩ Lê Quốc Hùng, tổng lãnh sự của Việt Nam, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa San Francisco, đã móc nối với chúng tôi. Ông đã chửi nhà nước Việt Nam còn ngu hơn ông à? Đừng có nói như vậy. Những lãnh đạo Việt Nam là những người rất là tuyệt vời. Chúng tôi nghĩ rằng cái nick Nam Hải này đó là cái nick của Ba Que. Xin lỗi tôi dùng chữ Ba Que. Các bạn còn lịch sự đó, Ba Que chứ tôi còn gọi là Ba Que Sỏ Lá. Có những người đã từng lên trên này, ông Nguyễn Ngọc Lập, ông Bình Hồ, kể lại những cái chuyện mà cái là cái lính thủy quân lục chiến hiếp dâm phụ nữ tại vì bị dồn nén sinh lý lâu quá, trên tàu mà đi vào trong đánh Việt Cộng không đánh, mang phụ nữ đè ra trả thù.